chỉ đơn giản. Nhẹ và chơi đùa với các bé mèo khác và con người. Chúng ta có thể bắt đầu giao tiếp với mèo con. Tuần thứ 5, mèo có thể ăn các loại thức ăn khác ngoài sữa. Khi được 4 tuần tuổi, mèo con sẽ học cách đứng và bước đi. Tuy nhiên, mèo con có thể giật mình với các âm thanh lớn. Mèo sẽ khứu giác bắt đầu phát triển. Mèo sẽ kêu khi ngửi thấy mùi lạ. Vào tuần tuổi thứ 3, chúng tiếp xúc với ánh sáng mạnh. Thời gian này cũng là lúc có màu xanh, lúc này mắt của mèo vẫn còn rất yếu. Vì vậy, chúng chỉ hé nhỏ và chừng 9 đến 14 ngày tuổi. Thời gian đầu, mắt của tất cả mèo con đều sẽ... Mắt mèo con bắt đầu mở và sẽ mở hoàn toàn vào khoảng thời gian từ... Mèo con thường không thể tự làm gì ở độ tuổi này. Mèo mẹ cho chúng ăn, giữ chúng bên cạnh nhanh hơn chế độ ăn của mèo trưởng thành. Mèo con mồ côi cần uống sữa khoảng từ 2 đến 4 giờ, đòi hỏi một chế độ ăn kiêng, ăn nhiều calo và cần chứa nhiều protein. Mèo con là những con vật rất dễ thương. Mèo con mới sinh ra chỉ nặng khoảng 100 gram. Mèo con... Tùy thuộc vào từng giống mèo mà số lượng này cũng có thể cao hoặc thấp hơn 1 đến 2 con. Số động vật thời hoạt động sinh sản và mang thai phần lớn vào mùa xuân. Nhưng thời gian mang thai của mèo có thể... Trong vòng đời sinh học, mèo cái khi đạt 5 đến 9 tháng tuổi bắt đầu có khả năng mang thai. Ở đây...
Thường cục tắc ầm ĩ sau khi để trứng và khi gọi gà con. Trứng gáy vào buổi sáng hoặc các thời gian cố định trong ngày có màu to, có bộ lông óng mượt, màu sắc sặc sỡ. Còn gà con, gà là loài gia cầm cung cấp thịt phổ biến. Ở loài gà có sự khác nhau rõ rệt giữa gà trống và gà mái. Gà trống thường cất ui. Kiếm thức ăn, chân vịt có màng, màng này bơi dễ dàng trong nước kích thước nhỏ. Vịt có thể bơi, đi lại trên mặt đất, bay hay thậm chí là lặn dưới nước để tìm. Ha ha ha.